Hello nhá, xin chào bạn nhá. Xin chào bạn theo kênh YouTube và sao channel nhá. Hôm nay đang nhận của sửa vào lò vi sóng loại to bạn ạ. Công suất 1400 nướng với cả 900W nấu luôn. Thế là giọng nồi to, thế thì hôm nay mình sẽ có một vài chia sẻ bạn về sửa cái nồi này nhá. Bệnh cơ bản thôi. Cái nồi này đang bị tình trạng là bây giờ là bật lên và nó không nóng bạn ạ. Tức là bật chế độ đun ấy, thì nó có máy chạy ở phần quạt quay đèn sáng nhưng nó không nóng. Tức là bệnh này bệnh cơ bản của cái dòng lò này, không có gì ghê gớm cả. Lò này mới mua luôn nhá, phủ inox hết. Tức là máy dạng máy đời cao cao cấp ấy, máy nó toàn là bằng inox. Khuôn mặt rồi cả vỏ viết đều chơi bằng inox hết. Rất là chắc chắn chất lượng luôn. Đây. Thì mình đã tháo ra nhá, thì cho bạn xem cái phần mặt trước không có gì cả. Mặt trước của nó thì chơi bằng nút bấm này. Nút bấm này. Nút bấm, nút vặn, chỉnh nắp mở, đóng mở thì cơ bản của lò thôi. Phía sau thì là có một phần nướng này, phía trên là nướng này, phần cảm biến nướng này, quá nhiệt này, cảm biến vi sóng này, đèn này, mạch điều khiển nằm khu này, tức nó chia khu ra đây, phần công tắc đèn bật tắt nằm đây, nó chia hết khu rồi nhá. Thì ở đây thì mình bóc ra cái mình phát hiện ra nó đang bị vấn đề là chính là cái này. Và tức là cái lò mà nó bị cái tình trạng mà bật lên mà bị rất hay bị tình trạng, tức là đun lên chạy xong rồi lúc mà cho các cái đồ nướng nó không nóng thì thường là nó sẽ bị lỗi ở con này, tức là lỗi phần súng bắn tia. Nếu không bị lỗi súng bắn tia thì thường là nó sẽ bị ở phần cái sóng biến áp mà nhiều. Thì lúc mình bóc ra mình phát hiện ra nó bị lỗi cái này, đứt cái dây này bạn ạ. Đây này, đây chính là cái quan trọng của nó, chính là cái cầu chì cao áp bạn nhé. Đây này, cầu chì đã bị rụng trong ở đây này, bung ra luôn này. Bung cầu chì cao áp. Thì bây giờ ta sẽ bóc cái cầu chì ra nha, mình sẽ lấy cái cầu chì khác thay thử và xem làm sao. Cái dòng cầu chì cao áp này thì họ bán sẵn rất là nhiều nha. Nên nếu như các bạn bị hỏng ấy, thì các bạn có thể rút cầu chì ra này, thay cầu chì khác luôn. Rất là dễ. Đây cầu chì cao áp này, dây tuột này đây. Dây này. Thì đây là một cái cầu chì cao áp này. Đấy. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Y hệt nhau luôn này. Đây, cái phần lò xo kéo đây cũng như thế luôn nhá. Giống nhau luôn này. Thì đây là cầu chì, còn đây là cái hộp đựng cầu chì này, này. Cái hộp này thì nó đang bị phần lỗi, tức là hỏng rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái khác mình thay vào và mình rút cái chân cắm này, cái chân này, này. Và sẽ rút nó ra nhé, rất là dễ luôn. Chờ tí, cái này phải dùng kìm rút, kéo hẳn nó lên, cho tuột ra. Để cho bạn xem, đây là cầu chì cao áp nhá. Đây chính là cầu chì cao áp bạn nhìn này. Đấy, đây gọi là cầu chì cao áp này. Đấy. Cái này là ở trong là có cái cầu chì như thế này. Cầu chì này ở trong này. Đấy thì mình mua luôn cả hộp sẽ như thế này. Còn nếu bình thường các bạn mà hỏng ít thì các bạn chỉ mua cầu chì thôi. Mua cầu chì này người ta bán riêng cầu chì nhé, chứ còn mua cả hộp này. Thì ở đây là cái hộp này của nó không đúng kích thước này. Đây này, hộp này nó kích thước một khác. Là mình sẽ thay luôn bằng cái này. Cắm nó vào như này. Cắm nó bên này là xong rồi, rất đơn giản. Người ta sẽ bóc vào nhé, dùng kìm tách ra. Đấy, vậy là xong bạn đây, đấu rất đơn giản luôn, thay cái cầu chì xong này, bấm cái này được. Mà mua tội là đấy, con nào quay phim cho thì ra là phải lắp xong mới quay được bạn ạ. Đây xong luôn. Cái này bỏ nhá. Con này như bỏ không dùng đến. Đấy, rất đơn giản. Tự chế nó sẽ là như vậy. Bây giờ xong ta sẽ đến phần cắm điện cho nồi này chạy thử luôn. Cắm điện vào và sau đó là mình sẽ thử một cốc nước cho bạn xem nó có nóng không. -25°C. Xong. À, cái khay đâu nhỉ? Khay ngoài nhà rồi. Không khay à? À đây cái khay đặt được không? Đặt nó bắn sóng V3 làm xong rồi mà. Không cần khay. Xong anh cắm điện cho nào. Cắm xem nổ nào. Cái tính nhìn lỗ là sợ. Mạnh mẽ lên, không sợ đâu, con này bấm kiểu gì chạy nhỉ? Nào thử xem. Con này mình sẽ dùng bao giờ? Đây. Xoay thời gian này. Anh thử đi, thử bấm cho chạy đi, bắt đầu đấy, bấm lúc bắt đầu kìa. Đấy, to ấy. Đây là nướng rồi. Đây là nướng à? Bấm tắt đi, dừng sao dừng đâu. Rồi, đúng rồi đấy. Chờ đi cho chạy xem. Đây là nút vặn chỉnh, sau đó bấm nút này chạy, nó giống như cái đồ nhà em rồi. Cũng y hệt này luôn. Con này đang 2 phút, cho nó chạy tầm mấy giây là được rồi mà. Nuôi các bạn xem là 25 độ nhé.
Xong. Rồi, bê đây xem nào. Xem thử đo nước nào. Ấm chưa? 42 độ rồi nhá. 42 nước ấm rồi nhá. Thì chạy vào đây. Nếu các bạn xem nước 25 độ thì là lên đến 42 rồi là coi như đạt rồi đấy. Cho nó thích thử đi, cho nó đừng đừng đặt giữa nó xoáy đổ ấy. Cho thử đây, bật thử đây nào. Chạy luôn rồi. Nuôi ấn dừng. 42 nóng rồi, nóng chảy đít rồi. Cho nó chạy khoảng 10 giây thôi bạn nhé. Chạy lâu quá nóng nó nổ cốc luôn. Không, đèn báo công suất nó chạy rồi mà. Nó dừng đi, xong rồi, thử đó. Không, ấn nút dừng đi. Ấn dừng đi. Ấn nút dừng đi. Rồi mở ra, lấy trong tay rồi. Nóng á. 55 độ, 56 độ nhé, thế đạt rồi đấy. Nói 42 và lên 54 độ. Tức là bắt đầu chạy hoạt động bình thường. Đấy, như vậy nồi này nó đã hoạt động mà nhé. Đây là cái bệnh cơ bản nhất rồi, phải rút điện thôi. Rút điện là đóng nắp này thôi. Đây là bệnh cơ bản nhất của cái nồi vi sóng. Đấy, nó sẽ bị như vậy. Cho bạn xem, ái rồi, mẹ nước đúng nóng thật. Nước nóng không? Đây. Đấy vì cái đây là bệnh cơ bản nhé. Nếu mà các bạn thay vào mà nó không chạy thì các bạn là phải xử lý nút khác. Thì cái thường những cái bệnh ấy xong thì các bạn sẽ phải mang ra cửa tiệm nhé. Bởi vì nút cái tự sửa là sẽ không làm được đâu. Bởi vì nút các bạn liên quan đến phần sâu hơn, phần mạch bên trong rồi. Rồi, đây là chia sẻ một chút về phần sửa nó với sóng các bạn xem nhé. Đây là mình thử lần cuối trước khi gửi đi nhá. Đây, cắm điện cho bạn xem rồi. Đấy, cắm thử bấm nút thoải mái đi. Sau nó không chạy đâu. Đã chạy đâu? Lần hai lần. Hôm nay nắp chưa khít thì sao? Sau cái vỏ này cảm giác nó phòi ra. Chưa khít. Thôi, nắp sai rồi. Thôi về nhớ bảo là nắp nha, đừng bảo là bảo Tuân nó lắp nha, sau ông ấy cười thôi mẹ. Đây này, ốc này lắp đâu mà lỏng tèo tèo. Quay nó bị không vui. Nó bấm rồi thôi. Không nhỉ? Bác Chí